Ôi trời, cái thứ con dâu trời đánh, một chậu quần áo ấy mà của nó có đến 4 bộ. Ôi trời. Cô chào mẹ, cô mới đi làm gì ạ? À, cô về đúng lúc lắm. Đây chị xem này, cả chậu quần áo ấy, toàn quần áo nhà cô đấy. Đi vào mà giặt đi. Ôi giời ơi, cô đang giặt quần áo hay là cô đang sờ quần áo đấy hả? Nhanh nhanh cái tay lên chứ, hơn 11 giờ rồi. Còn nấu cơm nấu nước hay là tất cả đùn đẩy cho bà già này hết đấy hả? Mẹ ơi, con mới đi làm về mệt quá, với cả bụng to quá nên ngồi hơi khó. Con đem chỗ này để vào máy giặt giặt được không ạ? Cho vào máy giặt đi. Thì cô đi mà trả tiền điện tiền nước nhá. Thì nhà này ấy chưa yên được tiền. Dâu với chả con lười chảy thây chảy xác ra. Giặt có mới mấy cái quần áo mà còn kêu ca. Nói cho cô biết nhá, ngày xưa ấy, buổi chiều tôi đi đẻ thằng chồng cô ấy, thì buổi sáng ấy tôi còn cày sấp mặt ở ngoài ruộng nữa kìa. Ôi dồi ôi, Thôi, không làm được thì đi ra ngoài để đấy tôi hầu cho. Dạ thôi ạ, mẹ vào nghỉ ngơi đi để con làm cho ạ. Đấy là chị nói đấy nhá. Ôi thôi chết rồi. Này này, đi ra ngoài. Ra ngoài đi. Em, mẹ đâu? Mẹ đây. Ôi dồi ôi, mẹ thấy cái Linh ý, bụng nó to mà ngồi giặt ra quần áo nó vất vả quá. Cho nên là mẹ giặt hộ quần áo cho cái Linh ý mà, có mỗi 2 chậu thôi. Thế cơ? Nhất em đấy nhá, mẹ chồng trưởng như thế cơ mà. Mà mẹ này, lần sau ấy mẹ cứ ném quần áo vào máy giặt cho nó nhanh. Giặt tay làm gì cho nó vất vả ra. Quần áo của cái Linh ý toàn có đồ đắt tiền, giặt máy giặt thế nào được. Con dâu nhờ. Dạ, vâng ạ. Ôi dồi ôi cái lưng của tôi mẹ. Đau quá. Ôi dồi ôi à. Thôi được rồi, để con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi. Con đã nói với mẹ rồi, động tay động chân làm gì cho nó vất vả ra. Mà còn cả em nữa, lần sau ấy việc gì anh đỡ được cho mẹ để em chịu khó một tí. Chứ bây giờ mẹ làm nhiều ra đấy mẹ ốm rồi, không những khổ mẹ đâu mà khổ thêm cả em nữa đấy. Ôi dồi ôi, nói chuyện về cái đứa con dâu trời đánh nhà tôi ấy thì có cả năm cũng hơi hết chuyện. Đấy, ngày xưa ấy tôi đã khuyên can thằng Phương là đừng có rước nó về cái nhà này rồi mà cứ không nghe cơ. Bây giờ ấy thì sáng mắt ra rồi. Ôi dồi ôi, nó ngủ à, trương mắt ra đến 9 giờ mới dậy. Ra ăn xong nó lại chui tọt vào phòng để bấm điện thoại. Đấy, mà nhiều hôm ấy còn ra nghe thằng Phương á la toáng lên, có khi là bị con kia nó đánh đấy bà. Ừ, thì nó đánh phủi đầu cho suốt, cho nên là có dám ngo ngoe gì ở cái nhà này đâu. Thôi, đến giờ nấu cơm rồi nhá, lúc khác tôi gọi lại sau. Mẹ đang nói chuyện với bạn ạ. Này, cô mua những cái đồ gì mà nhiều thế này? Xem nào. Ủa, 1, 2, 3 bộ váy bầu. Chị có biết tiết kiệm là cái gì không đấy hả? Một tháng chị kiếm được bao nhiêu mà tiêu xài phung phí như thế này? Thảo nào ấy, thằng chồng chị ấy cứ gầy dơ thương ra. Mẹ từ từ nghe con nói đã. Mấy bộ đồ bầu con được cho giờ chật hết rồi. Hôm nay tiện có tiền thưởng Tết nên con mới đi mua vài bộ. Với cả để Tết nhất đi chúc Tết các bác cho nó lịch sự nữa. Chị không phải lý do đi cháu. Gái có chồng rồi thì mua sắm ít thôi, để tiền mà lo cho gia đình. Chị khuân vác như thế này ấy thì còn đâu phúc đức cho cháu tôi khi sinh ra nữa à? Mẹ, sao mẹ nỡ lòng nào mang tiếng ác cho con thế ạ? Chị không làm thì ai đổ được cho chị? Bà nhá, tôi ghét nhất cái thể loại con dâu là cứ vay áo lượn lờ xanh xanh đỏ đỏ rồi phấn phấn son son. Hàng xóm mà người ta đang nói đầy ra kia kìa. Chỉ có cái loại đi thoại thì mới làm như thế thôi, suốt ngày mười cái mút như thế thôi. Thưa mẹ, con chưa bao giờ trưng diện cả. Cả năm nay con mới chỉ mua quần áo có một lần thôi. Với cả đây cũng là tiền thưởng Tết của con. Mẹ không có quyền gì mà xúc phạm con như thế cả. Ôi dồi ôi, bây giờ ấy, chị làm dám cãi cả này cả tôi nữa đấy hả? Chị nói như thế, hóa ra là gia đình tôi bạc đãi chị à? Con không có ý đó, là do mẹ tự nghĩ ra thôi.
Cái loại phụ nữ có chồng rồi ấy, mà cứ hở ra cái là ăn diện rồi đú đởn để đi với trai à? Thằng Phương nhà tôi ấy, nó vô phúc mới biết phải chỉ vào cái nhà này. Còn Bầu Bí đang rất là mệt mỏi, con không muốn cãi nhau với mẹ nữa, con xin phép lên phòng nghỉ đây. Này, chị đứng đây cho tôi chưa nói xong thì chị không được đi đâu hết. Mẹ bỏ con ra đi ạ. Thương là chồng cũ của mẹ. Thôi được rồi, mẹ đừng nói nữa, để con đưa mẹ về phòng. Mẹ chết mất, mẹ mệt quá rồi. Em càng ngày càng quá đáng hơn đấy. Anh chưa hỏi em mọi chuyện thực hư thế nào, đã nói em như thế à? Tất cả những gì mà anh nhìn thấy chưa đủ hay sao mà con phải hỏi? Anh nói cho em biết nhé, mẹ ngày xưa ấy có tiền sử bị bệnh tim đấy. Thế nên từ giờ trở đi, anh cấm em không được hôn lão với mẹ nghe chưa? Mẹ thương em như thế, em nhìn mẹ phải không được à? Mẹ yên tâm, con và cháu vẫn khỏe mà. Quà Tết con cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, mẹ không phải lo đâu. Đi lấy chồng rồi mà Tết nhất, chí lo giấm dúi mang về nhà đẻ. Không được. Mẹ vào phòng con làm gì thế ạ? Thế chị làm gì? Giấm dúi trong phòng mà tôi không được vào hả? Lên đây tôi xem nào. Chỉ là quà Tết bình thường thôi mà mẹ, có gì đâu ạ? Này, trần đời ý, tôi chưa thấy đứa con dâu nào trả treo mà láo kết với mẹ chồng như cô nhá. Cô mang những cái này cho ai? Lên tôi xem nào, tôi xem cái gì được, tôi càng phải xem nào. Mẹ tôn trọng quyền riêng tư của con một chút được không ạ? À, tôn trọng quyền riêng tư à? Ôi trời, ôi trời ơi, Phương ơi. Ôi trời ơi, Phương ơi, cứu mẹ ơi. Ôi trời ơi, Phương ơi, cứu mẹ ơi, mẹ đau quá. Mẹ làm sao đây ạ? Qua rồi trời ơi. Linh ôi. Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu. Bác sĩ, tình hình thế nào rồi ạ? Mẹ cậu thì không sao, nhưng mà vợ cậu thì đang hơi nguy hiểm đấy. Là sao hả bác sĩ? Cô ấy có dấu hiệu trầm cảm và suy nhược thần kinh nặng, suýt nữa là sảy thai đấy. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi, nhưng mà vẫn phải theo dõi thêm. Nếu mà có dấu hiệu bất thường thì đưa đến bệnh viện luôn nhé. Cảm ơn bác sĩ. Cô ấy mang bầu đến tháng thứ 7 rồi, cậu nên quan tâm và chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Trầm cảm khi mang bầu và sau khi sinh hiện nay rất phổ biến đấy. Dạ vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lưu ý. Bây giờ cậu vào chăm sóc vợ đi, mai tôi sẽ quay lại để khám sau nhé. Dạ vâng, tôi nhớ rồi. Con ơi, thế vợ con và đứa bé nữa có sao không con? Mẹ ạ, lần này mẹ quá đáng quá rồi đấy. Suýt chút nữa mẹ đã hại vợ con, mẹ có biết không? Nhưng mà tại vì cái Linh ấy, nó giấm dúi mua quà Tết về nhà ngoại. May mà mẹ còn phát hiện ra sớm ấy, nếu không thì nó lôi cả cái nhà mình về nhà nó rồi cũng đền đi. Vậy là mẹ đã thừa nhận. Mẹ ạ, mấy cái túi quà Tết đấy là của mẹ vợ con. Mẹ vợ con ngại đường xa xôi nên nhờ Linh mua để biếu cho mẹ đấy ạ. Mà cho dù Linh có mua để biếu nhà ngoại thì có vấn đề gì không ạ? Thì tại mẹ không biết, mẹ xin lỗi. Con có bố mẹ thì vợ con cũng thế. Nhà nội cần Tết, thế chẳng lẽ nhà ngoại thì không hay sao? Con nghĩ kỹ rồi, đợi mấy hôm nữa Linh nghỉ sinh sớm, con sẽ đưa hai mẹ con cô ấy về nhà ngoại ở, để cho mẹ vợ con chăm sóc và tiện ăn Tết ở đấy luôn. Linh lấy chồng xa, năm nào cũng mùng 4 Tết mới về ngoại, lúc đấy thì còn gì là Tết nữa. Thế bao giờ các con lên lại? Đến khi nào mà mẹ thực sự nhận ra lỗi lầm của mình. Bằng không, con sẽ đợi Linh sinh và ở ngoại đến khi nào mà cô ấy đi làm, chứ con không muốn cô ấy phải chịu những cảnh này nữa đâu. Ring.
máy bay vào người cô. Con phải xin lỗi cô, như thế mới là đứa trẻ ngoan. Chứ cô đã ăn gì con đâu mà con đã méo máu rồi. Cô đã ăn gì con đâu, tin đi. Con kia. Mày làm gì con tao đấy hả? Em không làm gì con chị cả. Thằng bé nó ném máy bay vào người em. Em chỉ muốn bảo cho nó xin lỗi rồi nhắc nhở cho nó đừng nghịch nữa thôi mà. Xem nào, mày đã sứt đầu mẻ chán, máu me be bét gì chưa mà đòi xin lỗi à? Nhìn cũng biết là cái loại chưa đẻ đái gì rồi. Trẻ con ý, nó nghịch ngợm, nó hiếu động thì càng thông minh, nhanh nhẹn. Nhắc với nhở cái gì hả? Nói như chị thì chị cho bé về nhà mà chơi, chứ đây là nơi công cộng, chị phải biết bảo ban trông bé chứ. Tao nói cho mày biết này, chủ quán ý người ta có chưa ý kiến gì nữa là cái loại khách như mày. Nhìn ăn mặc kìa, đúng là cái loại á không có tiền. Chị sao? Nhân viên nghèo gom góp cả tháng mới dám đi uống nước, cà phê này kia, rồi chụp ảnh sống ảo, post lên mạng á, để dạy đời à? Chị có lạ gì? Ngoan ý, chị sẽ ở lại. Còn không ý, chị dùng tiền chị tiễn vong của em đi đấy. Đi vào con. Cầm nhầm đồ của chồng đi rồi. Chồng nghịch cái kiểu gì đấy, ngất hết đồ của cô rồi thế này. Thì sao đâu, là chồng có tiền mà. Trời ơi, được. Hết cả laptop rồi. Gì đấy? Con kia. Mày làm gì con tao đấy hả? Chị nhìn đi, con chỉ nghịch ngợm làm đổ nước, làm ướt hết đồ của em rồi. Laptop ướt như thế này thì hỏng hết rồi còn gì nữa. Hỏng thì sửa. Đúng là cái loại không có tiền, chưa chị á đã nhảy dựng lên rồi. Chị đừng có nói cái kiểu khó nghe như thế. Tốt hơn hết là chị nên dạy lại con chị đi. Em thấy thằng bé có thái độ không tốt, giống hệt như chị đấy. Cái con này, mày làm tao hơi bị ngứa mắt rồi đấy. Trẻ con nó biết cái gì mà cứ hoạnh hoẹ với nó hả? Trẻ con không biết nhưng người lớn phải biết. Chị là mẹ nó, chị phải biết trông, biết giữ nó. Và chị phải chịu trách nhiệm thay nó. Nếu như chị vẫn cố chấp như vậy thì em sẽ xin quá trích xuất camera để nộp lên công an giải quyết ạ. Mày dám dọa tao đấy à? Hai chị ơi, có chuyện gì đấy ạ? Anh ơi, anh có để cho em xin trích xuất camera của quán được không ạ? Thằng bé con chị này nghịch đồ nên là làm ướt hết đồ của em rồi. Trích chiếc cái gì? Muốn làm tiền thì cứ nói thẳng ra là muốn làm tiền. Chị Ly đây là người thiếu gì tiền phải làm cái trò đấy. Anh nói quá chuẩn luôn. Em không làm trò gì cả, cũng không phải vấn đề bồi thường. Nhưng em muốn nói chuyện đúng sai với chị ấy. Thằng bé đùa nghịch như thế là không đúng. Không những làm hỏng đồ của khách mà còn làm hỏng đồ của quán ấy ạ. Anh là nhân viên. Ừ thì tao đúng là nhân viên của quán. Tao trông nom quán đây nhưng mà tao được ý kiến gì chưa. Mà nói chung là mày lướt đi. Từ lúc mày vào quán đến giờ quán gầm ĩ hết cả lên. Bực cả mình rồi. Này, đây là các visit của chị. Sửa hết bao nhiêu ý thì báo chị. Đi. Tưởng rẻ rẻ, không ngờ á, đắt thế không biết. Đền thì tiếc, mà không đền ý, nó cứ gọi, ám như cô hồn ý. Trời ơi, lại gọi nữa. Chẳng hiểu sao lúc đấy lại đưa cho nó ấy các visit. Alo. Em chào chị, em là người mà con chị đổ nước vào laptop ở quán cà phê đấy à. Em đợi mãi mới thấy chị nghe máy. Tao không nghe máy vì tao bận công to việc lớn, chứ không phải tao sợ mày, tao quỵt mày, hiểu chưa? Tao tiếc gì á, mấy cái triệu bạc rẻ rách ấy. Em có gửi chi phí sửa máy cho chị qua tin nhắn rồi đấy ạ. Tiền giấy là 150.000, nhưng máy em hỏng mệt, sửa hơn 10 triệu, em lấy chị tròn 10. Này, tao chỉ đền mày 150.000 tiền giấy máy thôi. Con tao làm hỏng đến đâu ấy, tao đền đến đấy. Ai có biết ý, là máy mày có hỏng sẵn hay không? Nhớ đâu mày mua máy cũ ấy, máy mày hỏng trước rồi sao? Chị ơi, máy em là máy mới, chưa hỏng hóc gì cả. Em có thể gửi giấy tờ cho chị kiểm tra. Chịu, bây giờ ấy, giấy tờ làm giả dễ như không ấy, ta không biết. À, nhỡ đâu ấy, mày là cái loại lừa đảo. Mày chuyên mua máy cũ, máy hỏng, rồi đến quán cà phê ấy, đợi thời cơ, ăn vạ, làm tiền người ta. Mà ấy, mày đụng nhầm người rồi, tao không dễ chơi thế đâu.
Tóm lại ấy, tao chỉ đưa mày 150.000 tiền sấy máy thôi. Những thứ khác ấy, tao không liên quan. Cái con điên này, gọi lắm thế không biết. Thôi, đập đi cho đỡ mày gọi mày. Cái thằng này, ăn nói với tao tinh, mẹ đập con bây giờ ấy, đi ra kia chơi. Mày đừng gọi tao nữa. Thích thì tới nhà tao, nói chuyện phải trái với tao. Check tin nhắn, tao gửi địa chỉ nhà. Xem cái con danh con nghèo hèn kia có dám vác mặt ở đây không? Bực cả mình. Còn danh con, thế mà nó dám tới thật. Em gửi chị hóa đơn và giấy tờ mua máy của em ạ. Chị làm gì đấy ạ? Tao đã nói là tao không đọc. Tao không đền bù quá phạm vi trách nhiệm của tao. Còn con tao làm đổ cốc nước ấy là do chẳng may thôi. Biết là chuyện chẳng may không ai mong muốn cả. Nhưng mà bây giờ con chị làm hỏng máy của em rồi thì cả hai cùng phải đưa ra hướng giải quyết chứ ạ. Thì tao đền bù mày tiền sấy máy rồi còn gì nữa. Còn những thứ hỏng hóc khác ấy chắc gì là do con tao làm. Nhỡ đâu ấy mày là cái loại lừa đảo thì sao? Mày gài thằng bé, nó còn bé, nó biết gì đâu. Mà ấy, mày phải có trách nhiệm tự bảo quản đồ của mình chứ. Chị nói ngang như cua ấy. Em để đồ đúng vị trí, không làm ảnh hưởng đến ai cả, cũng không vứt bừa ra quán. Con chị làm hỏng máy của em mà chị nói cứ như thể nhà chị mới là nạn nhân vậy. Chả có gì là ngang ở đây cả. Mà lỗi cũng tại mày cơ. Lúc đấy mày nhanh nhẹn, mày đỡ được công đức thì chuyện chẳng đến nỗi rồi. Cái loại ấy, vào quán ấy chỉ cầm điện thoại mải check in sống ảo để lên mặt với đời à. Chị càng nói càng khó nghe đấy. Nếu chị không giải quyết việc này hợp lý thì em sẽ báo công an đấy ạ. Mày có giỏi ấy, mày cảm thấy mày đúng ấy thì mày báo đi. Nếu mà mày đúng ấy thì cái con nhân viên trong quán cà phê ấy đã chẳng đứng về phía tao rồi. Còn bây giờ ấy, mày biến khỏi nhà tao nhá. Đừng ngồi đây nữa, rác nhà tao ra. Biến đi, đi đi. Đi đi. Biến ra khỏi nhà tao. Đi vào con. Chị không chịu nói chuyện đúng sai, tôi sẽ cho chị nói chuyện với cộng đồng mạng. Cái con này, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi. Chị tìm tôi là cái gì? Chị bảo chị không muốn dây dưa với tôi nữa cơ mà. Mày đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Mày dám bêu dếu tao trên mạng như thế hả? Tôi không bêu dếu chị. Tôi chỉ muốn tường thuật lại sự tình để hỏi cộng đồng mạng thôi. Chắc chị cũng đọc văn bản rồi đúng không? Ai cũng nói là chị sai đấy. Mày... tao sai đấy thì sao? Mấy comment vớ vẩn trên mạng như thế cũng chẳng nói lên được chuyện gì cả. Nhưng mà tao sẽ kiện mày ra bã con ạ. Mày dám đăng thông tin cá nhân tao lên trên mạng như thế để cho chúng nó hùa vào suốt ngày gọi điện làm phiền tao như thế à? Tôi không hề đăng ảnh chị hay là ảnh con trai chị. Với cả địa chỉ và số điện thoại của chị tôi cũng không hề công khai. Không hiểu sao mọi người lại có thể tìm được số điện thoại và địa chỉ của chị. Còn tôi chỉ muốn hỏi ý kiến số đông thôi. Này thì hỏi này, mày muốn hỏi không? Tao cho mày hỏi này. Giữa các trẻ bất ngờ chị dám đánh người như thế à? Tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Giữa ban ngày ban mặt ý, cái mặt mày tao còn đánh được. Nữa mấy comment vớ vẩn như thế, nó chẳng ảnh hưởng gì đến tao cả. Chỉ là tao không thích làm phiền thôi. Nếu mà chị còn làm như vậy, tôi sẽ quay lại và đăng lên mạng để cho mọi người biết đấy. Con danh con này, mày ly nhờ. Mày biết tao là ai không? Tao là giám đốc Thành Đạt đấy. Tao đầy tiền, tao sẽ dùng tiền đè bẹp mày nếu như mày còn bướng. Chị làm gì đấy? Còn đấy, câm mồm và sống cho xứng đáng cuộc sống nghèo hèn của mày đi. Đừng động vào người có tiền, có quyền. Thiệt tôi con ạ. Wow, thế mày ngu đỉnh thật đấy. Chứ còn gì nữa, nhà mình có tiền mà. Như này thì bạn còn phải trầm trồ với con mất thôi. Thế này đã là cái gì? Bảo tí nữa nhá, mẹ sẽ dẫn con đi mua đồ chơi xịn này, rồi quần áo hàng hiệu cho các bạn ở lớp con lác mắt ra. Cô giáo nhìn còn phải sợ cô. Vậy thì nhà mình giàu nhất cái lớp con phải không mẹ? Bây giờ mẹ sẽ đi ký kết một cái hợp đồng cực lớn luôn. Sau này nhà mình sẽ giàu nhất phố. Lớp con đã là cái gì? Thế thì con thích phá cái gì thì con phá. Đương nhiên rồi, con là ông trời mà. Thế thôi, ở đây chơi ngoan, mẹ lên ký kết hợp đồng, xong rồi mẹ xuống mẹ con mình đi mua sắm nhá. Ừ.
check-in kiểu ảnh ký kết với tập đoàn Ham. Từ nay á, đời mình sẽ lên một nấc mới. Ôi, dạ, em chào chủ tịch ạ. Em tên là Ly, giám đốc của công ty TV ạ. Mời cô ngồi. Dạ. Dạ, thưa chủ tịch, ngày hôm nay em sang đây để ký kết hợp tác cùng với tập đoàn Ham ạ. Thật sự vinh dự và may mắn cho công ty em đấy ạ. Cô Ly này, sẽ không có chuyện ký kết hợp đồng nào ở đây cả. Và toàn bộ mọi chi phí về bồi thường hợp đồng, tôi sẽ chịu hết. Sao lại như thế ạ? Là vì mọi giấy tờ liên quan đến hợp đồng đều đã hỏng hết rồi. Cả file gốc lẫn file ở trong laptop của tôi. Hỏng hết đấy ạ? Nhưng tại sao lại... Là do con chị làm chứ sao nữa? Con kia! Sao mày lại ở đây? Mày phá chuyện làm ăn của tao đấy à? Là do con của cô phá, chứ không phải là vợ của tôi. Vợ? Đây là vợ của chủ tịch ạ? Chính xác. Đây là vợ của tôi. Và ngày hôm đấy là do vợ tôi có mang nhầm laptop của tôi và bị con cô làm đổ nước và hỏng hết rồi. Dạ, em không biết đây là vợ của chủ tịch ạ. Em biết em sai rồi, lỗi ở em. Còn về giấy tờ có thể làm lại được đúng không ạ? Đúng. Nhưng vấn đề là tôi không thích làm việc với những người không biết điều, không biết lý lẽ và hống hách, cậy chức cậy quyền, cậy tiền như là cô. Em... Tôi nói cho cô hay, trẻ con có thể không biết, nhưng người lớn thì chắc chắn phải biết. Phải dạy dỗ và giáo dục con thành người. Cô nghe rõ chưa? Dạ, em sai rồi, em nhận lỗi. Cho em một cơ hội được không ạ? Cô không cần phải năn nỉ nữa đâu. Mất thời gian, mời cô đi cho. Chủ tịch, chết rồi.